Sao phê chưa? Phê chưa? Thứ nhất là thầy ơi. Chữ E kéo dài luôn thầy ạ. Hả? Quá phê rồi con. Thôi, muốn bay vậy thôi. Sẽ được, các bạn sẽ làm được giống thầy. Sẽ có một ngày các bạn sẽ hơn thầy. Yên tâm đi. Chắc chắn một điều như thế. Và thầy cũng mong như thế. Thầy sẽ mong có những sinh viên giỏi hơn thầy. Menu dễ lắm em. Menu hỏi Thắng đi ha. Thắng hôm nào vô chỉ lại cái menu nha Thắng. Em làm màu mè lắm này ạ. Ha, được Màu mè. không? Menu cực dễ menu. Thôi giờ làm luôn đi, nói dài dòng đó. Bây giờ menu nha. Nha, được không? Chịu không? Menu đơn giản nè, cực kỳ đơn giản. Menu đối với lại chúng ta cực kỳ đơn giản. Demo làm còn ảo hơn cái hồi nãy nữa. Cái này là chỉ mini chức năng thôi nhé. Menu thì dùng đu quay. Còn tại sao thì thầy không giải thích nha. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ khai báo một biến chọn. Không hết. Một chấm chức năng một. Thầy chọn chức năng 2, chức năng 3 thôi nha, không cần nhiều nhé. Các bạn muốn phát triển thành bao nhiêu cũng được. Chức năng 3. Chọn một chức năng. Rồi, chọn xong thì làm gì? Chọn xong thì làm gì? Xích ha. Xích xong. Hôm sau giải thích nha. Gọi luôn về cái hàm chức năng một đi. Còn chức năng một bạn viết cái gì đó là tùy các bạn nhé. Thầy chỉ viết tạm thôi. Đây là hàm chức năng 1. RENVS là ok. Được chưa? Chức
5, 1. Ảo hơn hồi nãy nha. Đây, các bạn sử dụng cái này nè. Đó, cái này của nó là hai chỗ này nè. Bao. System bao nhé. Đúng phải. Cái lệnh này xuống dưới. Con liệt sĩ. Con liệt sĩ nha. Hai. Chức năng 2. Chức năng 3. Chức năng 3. Chức năng 3. Một chức năng 2, chức năng 3. Rồi, ok, mình viết menu cực kỳ đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử nha. Hên quá, không lỗi gì hết ha. Hên quá hên, cái này là hên thôi nha. Rồi, chọn menu thoát, mình chọn số 1. Chứ còn số 0 tất nhiên nó thoát ha. Số 1. Ủa, rau, cái gì vậy? Chết cha, chết cha, số 1 bị gì vậy? Ảo vậy? Chức năng 1. System bound system. Số 1, chức năng print f. Chức năng print, 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 print. Chức năng print. Có vấn đề gì không? INTS có bị gì không mấy đứa nhỉ? Ủa tại sao nhỉ? Sorry sorry mấy đứa. Mấy đứa không có chịu chú ý giùm thầy. Thấy không? Sai cũng có cái hay của nó. Nhỏ thầy không. Sai cũng có sai cửa hai của nó. Ok đúng không? Sai cũng có cái hay của nó. Để lần sau các bạn không bị sai. Cặp máy em là nó chạy luôn rồi thầy. Nó chạy luôn mà không ra gì hết. Thấy không? Press any key to continue nè. Đó, quay trở lại chức năng 2 nè. Rồi, quay trở lại chức năng 3 nè. Quay trở lại 4 nha. Đó. Bạn hãy chọn chức năng từ 0 đến 3, nhớ chưa? Được không? Được không? Sao không xe lẻ cho nó mất cái đầu luôn rồi. Mất luôn đúng không? Mất luôn từ copy hai cái thằng này xuống. Chuyện quá đơn giản. Đó.
Vậy thôi. Rồi, nhập số 9. Enter. Đó, bạn phải chọn chức năng từ 0 đến 3, press any key. Rồi, xong. Chỗ này xịt N cái. Dễ không ta? Đơn giản. Đó, hả? Thầy viết nghe miêu dễ quá à. Đúng không? Làm nó đẹp mới khó chứ làm mới đâu thì đơn giản này. Ok, hôm sau đừng có viết cái chỗ này nha, hôm sau copy cái này xuống đây cho thầy. Copy xuống đây, số này chấm phẩy. Rồi, ok. Rồi, nhìn nó rất là clean nha.